Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại chính thức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Thông tin mới, phụ nữ sinh lớp 7 bị nam thanh niên tát liên tiếp vào mặt, bắt quỳ gối xin lỗi. Liên quan đến vụ nữ sinh bị tát quỳ gối giữa sân trường, cơ quan công an huyện Bá Thước, Thanh Hóa xác nhận nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm cá nhân giữa hai học sinh, không có dấu hiệu tội phạm. Sự việc xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 13 tháng 9 tại trường trung học cơ sở Lương Trung, huyện Bá Thước, Thanh Hóa. Nạn nhân bị tát bắt quỳ gối là em Cao Thị Thu Trờ, học sinh lớp 7A trường trung học cơ sở Lương Trung, huyện Bá Thước. Người hành hung bắt nữ sinh Trờ quỳ gối là nam thanh niên BHN, sinh năm 2003, thường trú tại thôn Trung Thành, xã Lương Trung, huyện Bá Thước và em họ là Bùi BT, lớp 7B. Công an huyện đang tiếp tục củng cố hồ sơ, gửi yêu cầu và chờ kết quả tra cứu đối với BHN để xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.